kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Dung. Đó, thì để quay giới thiệu quý vị và các bạn một số con mai quý vị ơi. Hai dáng bắt thì vẫn quái quái cũng có ha. Khá là nhiều cây đây. Đây, chào Dung. Dạ em chào anh Tuấn, em chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Em tên Dung, em ở chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0335049884, cũng là số Zalo của em. Em rất mong cô chú anh chị xem hết clip, ủng hộ cho em. Hình thức bên em là bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Mình vào đầu tiên là anh thấy là có một số cái combo là mình quay trước hay sao em? Dạ combo quay trước đi thầy. Trước dạ. Đây. 2, 3, 4 combo phải không? Dạ, đây là mã số 1. Combo mã số 1. Dạ. Đây là 6 cây nha. Cây dạ. Cây em đo cây lớn nhất là hoành 14. Cây nhỏ cây này. Cây nhỏ là hoành 12. Có một cây này nó hơi bị lỗ xíu nha. Dạ. Rồi quý vị mình ngắm nghía cái dáng nó trước đây nha. Dáng đây. Đó. Rồi để nhìn quý vị. Đây là quý vị. Nhìn nó kỹ nha. Nó dao động từ 12 cái. Cái combo mà số 1 ha. Dạ. Luôn dạ 6 cây này em giao luôn 500 bao sóng bao ship luôn thầy. 6 cây 500 bao sóng bao ship dạ. Toàn quốc luôn. Rồi dạ. Qua combo mã số 2 luôn. Combo mã số 2 bên đây thầy. Đây luôn. Dán đó ha. Cây nhỏ là hoành 10. Cây lớn 11. Còn cây này bự hơn. Cây này 13. Rồi, nó giao động từ 10 đến 13. Ui, nó dán hàng xịt khó lắc đó ha. Ba mẹ ba. Em này có cái lũa bên lưng miếng. Rồi, để luôn này cái gì. Chị để ha, làm cho cách chậm này ha. Đây combo mã số 2 nha quý vị. Luôn như đây. Dạ 6 cây mã số 2 này em cũng giao luôn 500 bao sóng bao ship luôn. Rồi 6 cây 500 bao sóng bao ship. Rồi combo rồi, mã số 3. Rồi, có cây này gì. Hoành lớn là 14. Nhỏ cái nào nhỏ, nhỏ em đắt này nè. Này nè. Ừ đúng rồi, nhỏ nhất ạ. 10 rưỡi. Để nó đi. Thì em này cũng như giống như em cái combo mà số mà thứ hai với gì. Cũng có ba tịch ba lắc ha. Để cạnh đẹp quá nè. Để đặt xe ha. Ba tịch ba lắc như vậy. Cái đều ha. Cái này để đẹp hơn. Rồi, nó luôn như em. Dạ, mã số 3 này 6 cây 500 luôn thầy. 500 luôn. Dạ. Combo như đồng giá hay gì đây? Đồng giá luôn, đồng giá 6 cây 500. 4 chắc cũng giá vậy luôn rồi. Dạ đúng rồi. Hoành 11. Cây này hoành 12. Rồi, 55 này bự nè. Cây nào thầy? Đây. Bự nhất ạ. Cây này hoành 13 rưỡi. Đây. 6 cây. 6 cây 500. Bao sóng mà bao ship. Kiểu gì mình còn quất luôn đó ha. Rồi mình qua một số cây lẻ nha nha quý vị. Lẻ mình kia đó ha. Rồi cái này em ghi là mã số 1 nha thầy. Rồi mã số 1 nha quý vị, còn hồi nãy mấy kia gọi là combo ha. Chiều cao 55, cái hoành 18. Đây luôn. Rồi để đây rồi quý vị. Đặt bên nha. Rồi, để luôn như em. Dạ mã số 1 này em giao lưu 350 đây. Rồi 350. Rồi, cây luôn. Rồi. Chiều cao là 56. Cái hoành là 16 rưỡi. Rồi, cây luôn. Rồi, luôn như em. Dạ mã số 2 này em giao lưu 300. Rồi, ok. Số 3 luôn. Chiều cao là 80. Cái hoành là 19. Rồi,
xê luôn. Cái cành đây. Rồi, để nó luôn không gì. Rồi, luôn như đen. Dạ, mã số 3 này em giao lưu 400. Rồi, xuống cây luôn, 400. Rồi, chặn mã số 4 luôn cái gì. Chiều cao là 70. Cái hoành là 15. Rồi, 15 hoành. Cạnh ha. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã số 4 này em giao lưu 250 thầy. Rồi, xuống cây luôn. Xuống 5 luôn. Chiều cao là 65. Hoành 17. 17 hoành. Tay cành đều. Tay cành như vậy này, em ngồi kề ra hai bên kề ra thấy ha. Cây này có bị lũa. Dạ. Lũa hay bị rỉ nè. Rồi, bao nhiêu đen? Dạ, mã số 5 này em giao lưu 250 thôi. Cây luôn. Cháo luôn. Chiều cao là 80. Cái hoành là 15 thầy. Dạ, mã số 6 này em giao lưu 200. Rồi, cây luôn. Rồi, luôn. Chiều cao là 68. Cái hoành đâu ở dưới này, cắn cái cục này em đo tuốt trên luôn. Hoành 13 thôi. Rồi, 13 hoành. Cành cành, cành là cái gì? Rồi, xuống đế nhân cái gì? Luôn như đây. Dạ, mã số 7 đem giao lưu 250. Rồi, xuống cây luôn, 250. Chiều cao 1 mét. Và là 18 đây. Dạ. Dạ, mã số 8 này em giao lưu 400. Chiều cao là 70. Hoành là 16. Rồi, để luôn, để này giữ nha. Hoành 16 hả? Dạ. Để nè. Quá dữ. Cái quần nữa ha. Rồi, để luôn nha. Rồi, cây mã số 9 này em giao lưu 250. Dạ. Cây luôn. Rồi, tiếp tục số 10 luôn. Chiều cao là 30. Quần là 17. Rồi, xe luôn. 17 quần. Đây đây quý vị. Dạ, mã số 10 này em giao lưu 250. Okay, luôn, 250. Một luôn quý vị, em quái. Nhưng mà đừng nhìn đỏ. Chiều cao là 42. Cái hoành là 12 thầy. Tay cạnh, những cái tay cạnh ha. Cạnh để ok, nó bung ra cái này, tính mất ha. Hôm nay thì có hai cụm đế rồi quý vị. À, hai cụm đế không? À, đúng rồi, hai quý vị. Dạ. Đây. Cụm đây, cụm đó quý vị. Lưng thì là lũa đây ha. Qua đây, qua đây. Đặt giao lưu như đây. Dạ, mã 11 nè, em giao lưu 350 đây. Rồi, xuống cây luôn. Mã 12. Chiều cao là 70. Cái hoành là 19,5. Rồi, 19,5 hoành. Đặt cành đều luôn. Cành đều. Dạ, mã 12 này em giao lưu 450. Rồi. 3 luôn.
chiều cao là 29, hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 13 này em giao lưu 300. Rồi, cây luôn. Rồi, chặn 14 luôn. Chiều cao 70. Cái hoành là 17. Rồi, em trực. Em đều ha. Đấy đây quý vị. Rồi, cho luôn nha đen. Dạ, mã 14 này em giao lưu 200. Rồi, cây luôn. 15 luôn. Chiều cao là 48. Cái hoành là 16 rưỡi, 16. Rồi, để quý vị. Rồi, giao lưu như thế. Dạ, mã 15 này em giao lưu 300. Rồi, 300. Rồi, cây luôn. Chiều cao là 70 thôi. Hoành là 15 rưỡi à. Dạ, 16 này em giao lưu 250. Rồi, số cây luôn. Rồi, mã tiếp theo luôn. Mã 17. Chiều cao là 62. Hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Hai cạnh là đều lực luôn. Cạnh cái gì? Rồi, như thế luôn. Rồi. Dạ, mã 17 em giao lưu 200. Chiều cao là 80. Hoành là 16 này. Rồi. Tiếp theo luôn. Rồi, để em nói luôn. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã 18 này em giao lưu 250. Cây luôn. Chín luôn. Cao là 70 thôi. Hoành là 16. Rồi, 16 hoành. Rồi, mình xuống đế nha quý vị. Đây đây. Cây này ngay đây gọi lúa không thầy? Rồi, còn cái xẹo này đó. Dạ. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 19 em giao lưu 250 thầy. Rồi, 250 ha. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Đây, 20, một em quái, hai cụm đế đây. Chiều cao 40. Hoành là 14. Xây luôn. Đo ngay đây thầy. Đây là 13, 14, 13. Bây giờ trên lưng nó cũng có... lũa. Cây đẹp, cây có lũa. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 20 này em giao lưu 600. Rồi, 600. Rồi, cũng cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 21. Chiều cao là 44. Cái hoành là 17. Rồi, 17 hoành. Trời, sạch nắng xuống cái... nó sáng. Sáng, trông đẹp. Nó mới nhìn nhìn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã 10, mã 21 này em giao lưu 250 thầy. Rồi, cây luôn. Tiếp theo luôn. Chiều cao 58. Cái hoành 18. Rồi. Rồi, cũng để nhưng quý vị. Giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 22 này em giao lưu 350. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo luôn.
Chiều cao là 77. Hoành là 13. Rồi, sai luôn. Mã số 23. Tay cần đều. Tới đây quý vị. Rồi, giá lúc nhiêu đem? Dạ, mã 23 này giá lưu 200. Rồi, 200. Rồi, qua cây mới luôn. Mã 24. 24. Chiều cao là 55. Cái hoành là 20 thầy. Rồi, 20 hoành. Xe xe luôn. Em nâu vậy? Em đẹp quá này. Rồi, giao lưu như đem. Dạ, 24 em giao lưu 400. Rồi, 400. Rồi, 40 cây. Rồi, 25 luôn. Chiều cao 65. Cái hoành 16. Rồi, 16 hoành. Nghe thành thành nó ha. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu như đem. Dạ, mã 25 này em giao lưu 200. Rồi, 100. Rồi, ok luôn. Rồi, 16 luôn. Chiều cao 45. Cái hoành 18. Rồi, để không gì. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 26 này em giao lưu 300. Rồi, 300. Rồi, đây luôn. Đây luôn. Chiều cao 75. Hoành là 16. Luôn cái gì. Rồi, cho luôn nhiêu em? Dạ, mã 27 này em giao lưu 200. Rồi, ok, 200. Rồi, tiếp theo. Mã 28. Cao 79. Hoành 17. Rồi, 17 hoành. Để nó luôn cái gì. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 28 này giao lưu 300. Rồi, 300. Rồi, ok luôn. 19 luôn. Chiều cao là 45. Hoành là 19. Rồi, tay cành đẹp luôn. Rồi, để luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 29 thì giao lưu 450 thầy. Rồi, 450. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua cây mới luôn. Chiều cao là 46. Cái hoành là 15. Rồi, 15 hoành mã số 30. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 30 này em giao lưu 300. Cây lắm. 31. Chiều cao 60. Cái hoành là 20. Rồi, xe xe luôn. 20 hoành. Đặt hết thật. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 31 này em giao lưu 250 thầy. Rồi, 250. Rồi, cây lắm. 32. Chiều cao là 82. Cái hoành 14. Rồi, 14. Rồi, để luôn rồi quý vị. Trứng lọc nhóc lên dưới quý vị. Để cành thêm. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 32 này em giao lưu 300. Rồi, 300. Rồi, cây luôn. Rồi, qua 33 luôn. Chiều cao 90. Cái hoành là 14. Tay cành đường vang ha. 14 hoành. Tay cành là cái gì? Đặt hết trơn.
để luôn, để xe một kính dưới luôn quý vị. Đó. Em này để co lắc tay cành thấy hội tụ đủ ha, đẹp luôn như em. Dạ mã 33 này em giao lưu 300 thầy. Đây luôn. Mã 34. Bòi thấy cành đều. Chiều cao 82. Cái hoành 16. Rồi, 16 hoành. Đặt nó nghe cái gì nè. Để ha. Giao lưu nhiêu đem? Dạ mã 34 này em giao lưu 200 thầy. Rồi, 200 gì vậy? Rồi, hay lắm. Mã cuối clip mã 35 luôn. 35. Chiều cao 35. Cái hoành 13. Rồi. Cái này có nguyên cục rồi quý vị. Hay thường gọi là sừng trứng này. Đó. Nguyên cục luôn. Rồi, xay xay luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 35 này em giao lưu 300 thầy. 300 ha, là mã số cuối clip rồi quý vị. Rồi, mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, ừ, mã số nào ra lưu, tôi dành dùng những gì. Đã, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.